Xin chào tất cả mọi người. Xin chào mọi người. Mọi người có khỏe không? Ngày hôm nay thì Chi sẽ trở lại với một chủ đề mà bản thân Chi cũng đang có thắc mắc, cho nên là Chi làm chủ đề này. Đó chính là thay đổi nào đang đến với mọi người, thay đổi nào đang đến với các bạn. Thì ngày hôm nay mình sẽ có 3 tụ bài đã được chia sẵn. Này, các bạn có thể chọn đá. Tụ đầu tiên là fluorite. Tụ thứ hai là mắt hổ. Tụ thứ ba là thẻ anh vàng. Bạn nào mà đã đi với Chi từ lâu lâu rồi ấy, thì mọi người sẽ rất là quen với cái cục này. Cái cục này là từ hồi mà Chi quay clip ở chung cư ở Sài Gòn là Chi đã có cái cục này rồi. Cho nên nếu bạn nào mà đã từng chọn cái cục này rồi thì mà hôm nay lại muốn chọn cái cục này nữa thì chắc là rất là duyên với cái cục này đấy. Ok, chúng ta có 1, 2, 3. Bây giờ chúng ta sẽ đến với tụ đầu tiên. Sự thay đổi nào đang đến với tụ 1? Các bạn tụ 1, các bạn có five of emotion là giống như 5 ly. Đây là một cái lá ở trong bộ Guardian Angel. Nó có rất là nhiều text, nhiều chữ. Chị sẽ đọc qua một chút. Forgiveness, nói chung là cái lá bài này nói về cái sự tha thứ. Và ý của cái lá bài này là cái sự tha thứ là một cái yếu tố rất là quan trọng trong cái hành trình healing của các bạn. Thì rất là có thể là cái thay đổi đầu tiên mà chúng ta nhìn thấy ở trong cái tụ này, đó chính là các bạn có được một cái khả năng tha thứ cho một cái điều gì đó. Có thể là ở trong tháng này hoặc là trong vòng từ 1 đến 3 tháng tới, cái thay đổi nó sắp đến với các bạn chính là cái việc là nó xảy ra một số những cái tình huống mà các bạn có khả năng quan sát được là nó đang soi chiếu một cái tổn thương vẫn còn tồn đọng lại mà các bạn chưa thể tha thứ được. Các bạn chưa thể tha thứ, một là mối quan hệ cũ, hai là có thể là những cái tình huống với những cái mối quan hệ khác, hoặc là mối quan hệ tình cảm, hoặc là trong cái hành trình phát triển bản thân mình chưa tha thứ được một cái điều gì đó đối với người khác hoặc là đối với mình. Thì rất có thể trong cái khoảng thời gian sắp tới, cái sự thay đổi lớn nhất đó là các bạn có được cái khả năng để mà tha thứ. Các bạn có thể tha thứ được cho những cái gì mà nó đã xảy ra, những cái gì nó đã là quá khứ, và các bạn tập trung vào hiện tại của mình nhiều hơn. Tập trung vào việc chữa lành. Và một trong số những cái phương pháp mà các bạn sẽ tìm được đó chính là cái sự tha thứ. Ở đây có thể nói rất là đơn giản, mọi người có thể thấy rằng là tha thứ, nói đến tha thứ thì có vẻ như là đơn giản, có vẻ như là chỉ nói ra một cái từ đấy thôi, nhưng mà để mà có thể tha thứ cho bản thân mình, tha thứ cho người khác cũng như là tất cả những cái gì đã trải qua thì nó là một cái hành trình dài, nó là một cái kỹ năng cần phải tôi luyện trong cái hành trình mà chữa lành này. Các bạn có fruition. Yeah, chính vì cái khả năng có một cái khoảnh khắc nào đó các bạn cho phép mình được tha thứ, cho nên là cái sự thay đổi rất là lớn ở trong cái khoảng thời gian sắp tới đó chính là cái new beginning. Đó chính là một cái ngưỡng cửa mới hoàn toàn, có thể là các bạn tha thứ được cho một cái mối quan hệ cũ nào đó, thực sự tha thứ và buông bỏ được cho một cái mối quan hệ cũ nào đó. Hoặc là thực sự buông bỏ và tha thứ cho một cái lỗi lầm của một người nào đó đã gây ra với bạn, cho dù đó là mối quan hệ gia đình hay là bạn bè, hay là tha thứ cho chính bản thân mình. Thì khi mà các bạn tha thứ và buông bỏ được thì ngay lập tức cái nguồn năng lượng tồn đọng của các bạn nó sẽ được giải quyết, như kiểu là đổ rác ấy. Và sau đó thì khi mà các bạn đổ rác được rồi thì cái nguồn năng lượng mới này nó sẽ đến, nó sẽ kết thúc cái chu kỳ cũ để các bạn đến với một cái chu kỳ mới. Hoặc ở đây nó cũng có thể có một cái ý nghĩa đó là các bạn bước sang một cái chu kỳ mới rồi, các bạn đầu tư vào cái chu kỳ mới của mình rồi, các bạn đã đầu tư vào cái sự chữa lành rất là nhiều rồi nhưng các bạn chưa nhìn thấy kết quả. Thì cái sự thay đổi ở đây á, nó nằm ở cái khoảnh khắc mà các bạn có thể tha thứ. Có thể là tha thứ cho bản thân mình vì đã từng thua, hoặc là đã từng không làm được, không đạt được một cái điều gì đó. Và khi các bạn soi chiếu lại cái điều đó, các bạn tha thứ cho bản thân mình và các bạn giải quyết cái vấn đề ở luân xa bụng trên và luân xa trái tim. Tha thứ và xây dựng lại cái niềm tin vào cái
ánh sáng của bản thân á, ánh sáng bản thể của bản thân á, cái nguồn cội của cái giá trị của bản thân mình á, thì khi mà các bạn làm được cái điều đó thì bắt đầu các bạn sẽ nhìn thấy rõ rất là nhiều những cái hoa thơm trái ngọt, nó bắt đầu được nở ra, tất cả những cái giai điệu mà các bạn đã gieo trồng xuống bắt đầu nó có cái kết quả, bắt đầu nó ra hoa kết trái, bắt đầu nó có những cái kết quả mà các bạn đã mong chờ từ lâu rồi, và nó mở sang trang cho các bạn. Và có một cái khoảnh khắc mà khi mà các bạn tha thứ được và các bạn nhận được tất cả những cái hoa thơm trái ngọt này á, những cái kết quả mới này á, thì các bạn sẽ học được một cái điều nào đó, có một cái sự thông thái nào đó để có thể truyền tải cái Life Beauty này. Còn cho chị có cái cảm giác là các bạn có thể truyền tải được tất cả những cái điều tốt đẹp đó cho đến những cho những cái người mà đang cần cái kinh nghiệm đến từ bạn nữa. Đó là cái sự thay đổi đầu tiên mà chị nhìn thấy. Tiếp theo là sẽ là một số lá tarot. Chúng ta có Eight of Pentacles, Queen of Pentacles. Có thể là trong tụ này các bạn đã chọn cái tụ, chị không nhớ, có một cái tụ nào đó ở trong nguồn năng lượng tổng quan tháng 6 á, mà chị nói rằng là các bạn đã làm việc rất là chăm chỉ á, và nó đang đến cái bước cuối cùng của cái việc là các bạn phải kiên nhẫn để mà đạt được tất cả những cái hoa thơm trái ngọt á. Thì cái sự thay đổi rất là lớn ở trong cái khoảng thời gian sắp tới đó chính là các bạn có cái khả năng để mà, nó đặc biệt nói về cái khả năng quản lý tài chính này, cái khả năng sắp xếp, phân bổ thời gian, thay đổi. Có thể là các bạn đã mất đi cái nguồn động lực trong cái khoảng thời gian vừa qua và các bạn không biết lấy lại nguồn động lực như thế nào á. Thì cái khoảng thời gian sắp tới, cái sự thay đổi lớn nhất ở đây đó chính là các bạn lấy lại được cái nguồn động lực. Bằng ví dụ như là các bạn xem được một cái clip nào đó, một cái clip mà tạo cái nguồn động lực cho các bạn, hoặc là một cái clip sáng tạo, hoặc là một cái clip ví dụ như là những cái clip mà routine chẳng hạn, những cái thói quen hàng ngày của những vlogger chẳng hạn, hoặc là các bạn đọc được những cái bài báo về một cái người nào đó, một cái biểu tượng nào đó, hoặc là đọc được một cái câu chuyện, đọc được một cái câu quote nào đó mà các bạn cực kỳ tâm đắc, và nó lấy lại cho các bạn toàn bộ cái sự động lực, cân bằng lại toàn bộ cái động lực từ bên trong, và các bạn tự kéo bản thân các bạn dậy. Các bạn có cái sự thay đổi đó chính là chăm chỉ hơn. Nói trắng ra là các bạn sẽ chăm chỉ hơn trong cái khoảng thời gian sắp tới ấy. Kiểu như là mọi người cứ cảm tưởng như là lâu lắm rồi không có một cái sự boost, một cái sự thúc đẩy nào ở trong năng lượng của mình, và đột nhiên các bạn uống được một cái cốc cà phê kỳ diệu nào đó và các bạn cảm thấy rất là nhiều caffeine ở trong người á. Chứ không nói rằng chúng ta phải uống cà phê, mà ở đây là các bạn high trong energy của các bạn ạ, lấy lại được cái nguồn năng lượng, cái tần số cao của mình. Các bạn tự nâng cái tần số của mình lên cao, và tự nhiên cái lực đẩy ở trong cái nguồn năng lượng của mình, cái lực đẩy ở trong cái cảm hứng ở chính bản thân mình, tự nhiên nó được đẩy cao lên á. Tự nhiên các bạn cảm thấy rằng là cũng rất là ngẫu nhiên và hợp lý thôi khi mà các bạn chọn cái viên đá fluorite này, bởi vì cái viên fluorite này á, là một cái viên mà đối với chị á, nó là một cái viên mà nó mang lại clarity, có nghĩa là cái sự rõ ràng trong cái tâm trí của các bạn. Và khi các bạn rõ ràng trong tâm trí là ok, bây giờ mình muốn cái gì, mình muốn đạt được cái gì, mình muốn sống một cuộc sống như thế nào, và mình sẽ thu hút nó về với mình bằng cái cách là hành động dựa trên cái niềm tin mà mình đang thu hút đó, thì đây cũng có thể là một viên đá mà các bạn đang muốn mua chẳng hạn, hoặc là các bạn đang cần mua chẳng hạn. Thì cái sự thay đổi thứ hai mà chị nhìn thấy ở đây đó chính là các bạn chăm chỉ hơn, các bạn có được cái nguồn động lực sáng tạo, được một cái nguồn động lực lao động, một cái nguồn động lực mà tự nhiên các bạn được kiểu như là lắp thêm một cái hỏa tốc ở đằng sau lưng của mình á, xong rồi các bạn được đẩy lên á, và các bạn mong muốn được làm rất là nhiều thứ, các bạn sáng tạo rất là nhiều thứ, các bạn mong muốn hoàn thành rất là nhiều những cái dự án mà nó đã đẩy ngưng trệ lại rất là lâu rồi. Thì đây cũng là một cái hình ảnh mà như kiểu là các bạn uống được một cái ly cà phê và nó thúc đẩy các bạn làm việc, nó làm cho các bạn tỉnh lại á, kiểu như vậy. Thì đó sẽ là cái sự thay đổi rất là lớn ở trong cái khoảng thời gian sắp tới. Tiếp theo là một cái tin nhắn mà nó, đối với chị thì nó không có liên quan lắm đến cái tin nhắn vừa rồi, tại vì khi mà chị bốc 5 cái lá này lên thì chị muốn tách 3 cái lá kia ra. Thì hai cái lá này á, tất cả những cái mối quan hệ xung quanh bạn ở cái thời điểm sắp tới nó cũng sẽ có những cái sự thay đổi rất là lớn. Những cái mối quan hệ này là những cái mối quan hệ mà có thể là bạn bè,
đồng nghiệp này, hoặc là bạn bè, hoặc là môi trường giáo dục xung quanh, hoặc là mối quan hệ tình cảm, bất kỳ nó là mối quan hệ gì, thì ở cái khoảng thời gian sắp tới, trong cái khoảng thời gian rất là ngắn sắp tới, từ 1 tới 3 tháng tới á, hoặc là trong vài tuần sắp tới, bởi vì đây là nó mang cái nguồn năng lượng của gậy, thì các bạn sẽ có được một cái sự rõ ràng hơn ở trong cái tâm trí mình. Có nghĩa là các bạn đánh giá được đâu là mối quan hệ tốt cho mình, đâu là mối quan hệ mà mình cần phải buông bỏ ra khỏi cuộc sống của mình. Và tất cả những cái việc mà các bạn rõ ràng như vậy, các bạn rõ ràng được trong tâm trí của mình, và các bạn đặt ra một cái ranh giới rõ ràng trong cái việc là đâu là cái người mà mình muốn tạo mối quan hệ, đâu là cái người không mang lại cho mình một cái sự hạnh phúc, một cái sự tích cực ở trong cuộc sống, một cái thay đổi tích cực ở trong cuộc sống, thì mình sẽ đặt cái ranh giới ra. Và suốt ngày họ cứ mang lại cho mình những cái sự mệt mỏi á, thì bạn sẽ bạn sẽ đánh giá được, bạn sẽ rõ ràng trong tâm trí của mình, rõ ràng trong trái tim của mình, hợp nhất lại cả hai cái thành phần đó là một, để nhìn thấy rõ và cảm nhận rõ là đâu là cái tốt cho mình và đâu là cái không tốt cho mình. Thì tất cả những cái mối quan hệ xung quanh bạn ở thời điểm hiện tại, trong cái khoảng thời gian sắp tới, cái sự thay đổi lớn đó chính là bạn rõ ràng hơn về cái việc là nên ở trong mối quan hệ với ai và nên cắt ai ra khỏi cái môi trường xung quanh của mình, cái surrounding, cái xung quanh của mình đó, để tốt cho cái phục vụ cho cái mục đích hạnh phúc của mình. Thì đó là cái sự thay đổi tiếp theo mà chị nhìn thấy. Cái tiếp theo nữa là có một cái mối quan hệ có thể là ở trong cái khoảng thời gian sắp tới, khi mà bạn tập trung và chăm chỉ vào cái sự phát triển của chính bản thân mình. Giống như là Joey đang đọc cái lời thoại của anh ở trong Friend này, thì kiểu như là tập trung vào cái việc chăm chỉ phát triển kỹ năng, phát triển bản thân, phát triển cái con đường của mình á, thì bạn sẽ đạt được một cái fruition nào đó, nghĩa là gieo được một cái đạt được một cái kết quả nào đó mà có thể mang lại cái sự chúc mừng cho bạn ở phía trước, một cái kết quả nào đó mà bạn có thể chia sẻ cái niềm vui đó cho những cái mối quan hệ mà bạn thực sự tin tưởng và thực sự phục vụ cho mục đích hạnh phúc của các bạn, ở bên cạnh những cái người thực sự thân thiết, ở bên cạnh những cái người thực sự chân thành, và cùng với họ chúc mừng tất cả những cái mà bạn đạt được ở trong cái khoảng thời gian sắp tới, cho dù những cái đó nó chỉ là những cái rất là nhỏ thôi, nó là những cái quả táo, nó là những cái bông hoa nở ra. Các bạn cảm giác như kiểu là mình chăm một cái cây hoa rất là lâu rồi, và tự nhiên bỗng nhiên đến một ngày khi mà nó đáp lại cái công ơn đó của mình, thì nó nở và nhú lên một cái nụ hoa ấy, thì đó là cái cảm giác của các bạn trong cái khoảng thời gian sắp tới. Và tất cả những cái người mà bạn giữ lại ở trong cuộc sống của bạn bởi vì họ đem lại cho bạn cái sự hạnh phúc và cái sự thay đổi tích cực ạ, thì họ sẽ cùng với bạn chúc mừng tất cả những cái điều đó ở trong cái khoảng thời gian sắp tới. Yeah, rất là make sense. Rất là make sense. Ở trong cái khoảng thời gian sắp tới thì với cái sacral chakra này, Chi còn cảm nhận ra là cái sự đó, nó giống như những cái gì mà Chi vừa nói á, có nghĩa là cái sự sáng tạo này, cái nguồn cảm hứng này, nó rất là dồi dào. Cái sacral chakra ở cái phần bụng dưới của các bạn á, nó đại diện cho cái sự sinh sôi nảy nở, nó đại diện cho cái sự sáng tạo, cho cái cảm xúc dồi dào, cho cái nguồn động lực cuộc sống, cái nguồn động lực sống, cái... không biết cái từ tiếng Việt là gì, nhưng mà Chi sẽ dùng cái từ nguồn động lực sống. Thì các bạn đã cảm giác như là tự nhiên các bạn có rất là nhiều năng lượng để mà thức dậy, để mà tập trung vào cái dự án của mình, để mà tập trung vào cái điều mà mình đang muốn làm, và các bạn làm nó cho bằng được. Các bạn giữ cái lời hứa với bản thân mình mỗi ngày, mỗi ngày, mỗi ngày để các bạn hoàn thành nó. Thì đó cũng là một cái sự thay đổi. Cái lá này cũng là một cái nguồn năng lượng giống như những cái gì mà Chi vừa mới nói. Là cái sự thay đổi nữa, đó chính là các bạn biến tất cả những cái shadow work, biến tất cả những cái phần mà các bạn cho là xấu xí của bản thân mình á, những cái sự tiêu cực, những cái suy nghĩ tiêu cực, những cái cảm xúc tiêu cực, phản ứng tiêu cực, tất cả những cái mà nó không còn phục vụ cho cái mục đích hạnh phúc và chữa lành của các bạn nữa, tất cả những cái phản ứng, suy nghĩ, cảm xúc, các bạn biến nó thành một cái kiến thức để các bạn có thể chia sẻ, như Chi nói vừa nãy. Nghĩa là các bạn không còn để cho nó là một cái moody, một cái trạng thái là các bạn cứ tiêu cực mỗi ngày, các bạn cứ chìm trong những cái tiêu cực và cái sự buồn bã, cái sự thất vọng và cái sự lạc lõng đó nữa, mà các bạn quyết định rằng là không được, mình phải mang lại cái nguồn động lực sống cho mình phải đem lại cái sự thay đổi cho chính bản thân mình. Và thế là bạn tự đem lại cái sự thay đổi tích cực cho chính bản thân mình bằng cái cách và cái nguồn động lực để làm việc, bằng cái cách là các bạn biến tất cả
những cái có thể là ở đây các bạn còn có những các bạn mà các bạn làm cái công việc chữa lành nữa, thì các bạn biến tất cả những cái điểm tối đó ở trong bản thân mình, các bạn quan sát nó và trải nghiệm nó trong cái khoảng thời gian vừa qua, các bạn rút ra cái bài học và các bạn mang cái bài học đến cho những người khác nữa, các bạn mang cái sự thông thái này đến cho những người khác nữa, có thể là trò chuyện với những người xung quanh, những người bạn bè đang cần lời khuyên, hay là với cái cộng đồng của các bạn ở thời điểm hiện tại, thì các bạn sẽ làm được cái điều đó, rút ra tất cả những cái bài học từ những cái điểm tối ở chính bản thân mình, giáo dục lại chính cái đứa trẻ bên trong mình, rút ra những cái điểm tối và biến nó thành những cái để các bạn có thể chia sẻ cho những người mà đang cần nó. Ở trong cái khoảng thời đấy vừa mới nói xong thì nhìn thấy cái lá Pleiades này. Cái lá này là một cái lá mà đại diện cho Starseed, là những cái người mà cái bộ tập Pleiades này á, là những cái người mà họ đem lại những cái ánh sáng bằng cái giọng nói của mình, bằng cái bài học của mình, họ đem lại cái kiến thức cho những cái người ở xung quanh họ nữa, để nâng cái tần số của tất cả mọi người cùng lên. Có thể là các bạn có một cái cộng đồng to lớn của riêng mình, hoặc là các bạn có một cái xung quanh các bạn được bao bọc bởi những cái người mà họ đang cần cái sự giúp đỡ của bạn chẳng hạn, họ đang cần cái ánh sáng của bạn, dẫn đường của bạn chẳng hạn, thì bạn sẽ làm được cái điều đó dựa vào chính tất cả những cái gì mà mình đã học được. Những cái người mà bốc được những cái lá này thường đối với chị là sẽ là những cái người mà họ nói chuyện khá là nhiều. Có thể là ở trong quá khứ các bạn thường là một những cái người mà đi học mà hay bị cô bắt bởi vì bản thân chị cũng thế, hay bị cô giáo nói là nói chuyện trong giờ bởi vì rất là thích nói. Thì có thể là ở trong cái khi mà các bạn phát triển và lớn lên thì cái việc mà các bạn dành thời gian để mà khuyên bảo người khác, để mà không nhất thiết là phải giáo điều với người khác, nhưng mà các bạn dành thời gian để mà trò chuyện chia sẻ với người khác cũng rất là nhiều. Thì đây cũng là cái lúc mà để cho các bạn vận dụng tất cả những cái bóng tối mà các bạn đi qua, để các bạn có thể đưa ra những cái sự hướng dẫn, những cái sự chia sẻ cho những người mà đang cần đến họ, đến bạn. Trong cái khoảng thời gian sắp tới, cái sự thay đổi nữa mà chị nhìn thấy đó là các bạn nhận ra được cái giá trị của mình. Khi mà các bạn nhận ra được cái giá trị của mình á, thì các bạn biết rằng là mình đã làm việc rất là chăm chỉ. Khi mà các bạn biết rằng là các bạn đã làm việc rất là chăm chỉ và các bạn nhận được những cái hoa thơm trái ngọt đó á, thì các bạn hiểu rằng là các bạn xứng đáng để được nghỉ ngơi. Cũng có thể là ở trong, nó có hai trường hợp. Một là các bạn đã nghỉ ngơi rất là nhiều trong cái khoảng thời gian vừa qua để mà nạp lại cái năng lượng cho mình á, thì đây, thì cái thay đổi sắp tới đối với các bạn á, đó chính là được support, được ủng hộ, được tiếp nhận thêm cái nguồn năng lượng đến từ ánh sáng, đến từ hội đồng ánh sáng của các bạn, hay là bất cứ cái nguồn niềm tin nào của các bạn. Chứ không đặt bất cứ một cái đạo hay niềm tin hay là bất cứ một cái gì mà nó phù phiếm ở đây cả. Chị chỉ muốn nói là bất cứ cái nguồn động lực nào đến từ ánh sáng, các sự hướng dẫn nào đến từ ánh sáng, thì các bạn sẽ nhận được cái điều đó và các bạn sẽ tiếp tục cái con đường của mình sau một cái chặng dài nghỉ ngơi như thế này. Hoặc nếu như các bạn đã có một cái chặng dài của cái việc là mệt mỏi trong cái việc là cứ gieo trồng mà không thấy kết quả, thì cái khoảng thời gian sắp tới, thay đổi sắp tới, khi mà các bạn nhận được những cái hoa thơm trái ngọt này, nhận được những cái kết quả này, thì các bạn sẽ có cái cơ hội để được nghỉ ngơi. Một là có thể là các bạn sẽ đi du lịch ở đâu đó, hay là dành vài ngày về với gia đình, hoặc là dành vài ngày đi đâu đó với bạn bè, hoặc là dành vài ngày, bây giờ mình dịch thì có thể là dành vài ngày để chỉ nghỉ ngơi ở trong nhà thôi. Hoặc cũng có thể người ta đang nói là ở trong cái khoảng thời điểm dịch này thì các bạn nên ở nhà để nghỉ ngơi và để cho cái tâm trí của mình được thực sự nghỉ ngơi thay vì là lo lắng. Thì đó, đó là cái sự thay đổi tiếp theo mà chị nhìn thấy. Cái lá postponement này nó cũng rất là make sense, nó cũng rất là có nghĩa thôi. Khi mà nó hiện lên ở đây thì rất có thể là trong cái khoảng thời gian này, có thể là các bạn ở trong những cái vùng mà nó phát dịch và nó đang yêu cầu các bạn cần phải ở trong nhà và không có được hoạt động ở ngoài, thì đây cũng là một cái khoảng thời gian mà các bạn cần phải là nghỉ ngơi. Các bạn cần nghỉ ngơi cho chính cái tâm trí của mình, dừng lại cái việc là cứ cố gắng gieo trồng không thấy kết quả, nhưng mà cứ đổ thêm nước á, nó sẽ bị úng cây nếu như mà các bạn cứ đổ thêm nước và cứ, kể cả là các bạn không làm gì, nhưng mà cái tâm trí của bạn, cái cảm xúc của bạn nó cứ thúc giục cái điều đấy nó xảy ra, thì có nghĩa là các bạn đang đổ thêm nước vào đấy và nó sẽ rất là bị úng. Vì thế nếu như các bạn đang ở trong cái trường hợp đấy thì hãy dừng lại một chút xíu, tận dụng cái khoảng thời gian giãn cách này, tận dụng cái khoảng thời gian này để các bạn có thể ngừng lại, nghỉ ngơi một cách thực sự, soi chiếu một cách thực sự xem là mình đang gặp cái vấn đề như thế nào, mình cần phải giải phóng nó như thế nào và mình nên làm gì, thay vì là mình nên thay đổi cái góc nhìn của mình như thế nào, bằng cái sự bao dung của chính bản thân mình, cái sự tha thứ cho chính bản thân mình, chứ không phải là cứ lúc nào cũng khó khăn với bản thân mình rằng là ok, mình cứ bị ngưng trệ, mình cứ làm thế này không được, mình cứ phải làm. Hãy thay đổi cái góc nhìn của mình, thay đổi cái phương pháp của mình, thay đổi cái niềm tin của mình về cái việc là phải work thật là hard, phải làm việc thật là chăm chỉ theo một cái cách là cực đoan á, thì mình mới có thể
nhận được tất cả những cái gì mà nó xứng đáng. Không phải lúc nào cũng như vậy. Các bạn phải tin rằng là cái kết quả đó nó đã có ở đó rồi. Nếu như các bạn có một cái niềm tin như vậy thì các bạn sẽ hành động một cách rất là buông bỏ. Nói thì có vẻ rất là khó hiểu, nhưng mà khi mà các bạn hành động một cách buông bỏ thì có nghĩa là các bạn tin nó đã ở đấy rồi, và các bạn từ từ chậm rãi tiến tới nó. Các bạn tin tưởng, các bạn hành động. Không phải là các bạn lười biếng không hành động, mà các bạn có hành động nhưng các bạn để cho nó trôi theo dòng. Khi mà nó đang có cái sự ngưng trệ lại có nghĩa là nó đang cần có bài học để học. Cho nên đừng thúc đẩy nó phải xảy ra theo những cái ý bạn muốn. Inner Voice và Total Lady. Cái khoảng thời gian này sắp tới, cái sự thay đổi, cái khoảng thời gian mà các bạn postpone này này, các bạn được ngưng trệ này, các bạn được nghỉ ngơi này này, thì nó sẽ mang lại một cái sự thay đổi trong cái góc nhìn của các bạn rất là nhiều. Bạn sẽ lắng nghe cái tiếng nói đến từ bên trong nhiều hơn là cứ cố làm việc theo cái ego, cái tâm trí của mình, đẩy cái tâm trí của mình vào một cái trạng thái là lạc ở trong tất cả những cái điều đó, lạc ở trong tất cả những cái mà nó để cho cái đầu óc của bạn lúc nào cũng quay trên mây á, và các bạn không có grounding, các bạn không tiếp đất được. Thì cái khoảng thời gian sắp tới, cái sự thay đổi đó chính là các bạn tiếp đất, các bạn lắng nghe được cái tiếng nói đến từ chính bên trong mình, và các bạn hòa cả cái việc là phát triển tâm linh, cả cái việc phát triển tâm trí và cảm xúc vào là một. Nó hòa quyện vào với nhau là một như thế này. Và cái lá này cũng là một cái lá mà nói đến cái việc là các bạn sẽ có những cái sự chúc mừng rất là lớn ở cái khoảng thời gian sắp tới nữa. Các bạn sẽ có một cái sự thay đổi lớn nhất ở trong cái khoảng thời gian sắp tới, đó là free bản thân mình khỏi tất cả những cái niềm tin, trả tự do cho bản thân mình khỏi tất cả những cái niềm tin hạn hẹp, cái niềm tin về những cái việc mà chị vừa mới nói đến, cái niềm tin về những cái việc là mình cứ phải push bản thân mình thật là cố một cách cực đoan, hay là mình làm việc chỉ được theo một cái phương pháp này thôi, phương pháp kia sẽ là sai, phương pháp này mới là đúng. Hoặc là các bạn giữ bản thân mình trong những cái mối quan hệ mà nó không còn lành mạnh nữa, và các bạn nghĩ rằng là mình, nếu như mình không có những cái mối quan hệ đó thì mình sẽ không sống được, hay là mình sẽ không phát triển được, hay là mình phải giữ lại những cái mối quan hệ đó, giữ lại những cái môi trường đó thì mình mới phát triển bản thân mình được. Các bạn sẽ thay đổi được tất cả những cái điều đó và trả tự do cho chính bản thân mình khỏi tất cả những cái niềm tin hạn hẹp đó. Thì đó là tất cả những cái mà chị dành cho tụ 1. Đó là những cái sự thay đổi lớn trong khoảng thời gian sắp tới chị dành cho tụ 1. Cảm ơn tụi mình rất là nhiều đã like, subscribe, comment, donate, ủng hộ cho kênh của Chi. Chúc mọi người có những cái sự thay đổi rất là tích cực ở phía trước. Hẹn gặp lại mọi người vào cái video lần sau. Bye bye mọi người. Xin chào tụ 2. Xin chào các bạn tụ 2. Không biết tại sao chưa kịp bốc tụ 2 mà đã thấy vui. Xin chào tất cả các bạn tụ 2. Các bạn tụ 2 có mắt hổ thì cảm giác như mình lại chọn tụ 2 hay sao ấy. Mỗi một lần mà cứ chuẩn bị bốc bài lên mà thấy mình cười cười là y như rằng dễ chọn tụ 2 lắm. Ok, chúng ta sẽ xem là tụ 2 hôm nay các bạn có gì nhá. Cái sự thay đổi đến với mọi người trong cái khoảng thời gian sắp tới ạ. Các bạn có Guardian of Emotion. Ok, Guardian of Emotion. This situation requires emotional maturity and total trust. You're surrounded by those who have only the best intentions, so can rely on the advice. Ok, challenge will be resolved. Ok. Các bạn có power. Trời bắt đầu tối, sợ mọi người không nhìn thấy. Các bạn có power. Các bạn có resistance. Các bạn có blooming. Chị sẽ giải nốt ba cái lá tarot, mấy cái lá tarot này ra. Các bạn có ba lá. Two of swords, seven of wands, three of pentacles. Mọi người biết gì không? Một cái nguồn năng lượng rất là... Mọi người có biết là những cái nguồn năng lượng mà kiểu bossy, rồi woman, feminism, xong rồi kiểu bit hơi a little bit bitchy ấy. Chị rất là xin lỗi dùng từ tiếng Anh, chị không biết phải dùng từ Việt như nào. Kiểu như là boss girl ấy, kiểu như là tự nhiên mình cảm thấy mình rất là có quyền năng, mình cảm thấy là mình rất là mệt mỏi với tất cả những cái mà mình đang phải chịu đựng từ những cái người xung quanh rồi, và mình cần phải lập ra cho mình một cái ranh giới một cách rõ ràng á. Thì ở đây chị nhìn thấy những cái trường hợp như sau. Trường hợp thứ nhất
là ở thời điểm hiện tại có một số bạn, các bạn đang phải đối mặt với những cái vấn đề liên quan đến cái việc là cái môi trường làm việc của các bạn, hoặc là cái môi trường mà phát triển của các bạn, cái môi trường xung quanh của các bạn á, có quá nhiều những cái mối quan hệ mà họ rely, họ có quá nhiều những cái mối quan hệ mà có nghĩa là họ nói như nào, tiếng Việt như nào nhỉ, họ lấy cái năng lượng từ phía bạn á, kiểu như vậy. Nghĩa là họ, thực ra những cái người này, những cái mối quan hệ xung quanh này, khi mà Chi cảm nhận cái nguồn năng lượng á, họ không có ý xấu, họ không có cái ý nguyện xấu, họ không có cái mục đích xấu, nhưng mà khi mà ở bên cạnh bạn thì vô tình họ trao cho bạn những cái nguồn năng lượng tiêu cực, hoặc là vô tình họ xin quá nhiều nguồn năng lượng của bạn chẳng hạn, và nó làm cho bạn cảm thấy rất là mệt mỏi, nó làm cho bạn cảm thấy rất là không biết rằng là đâu mới là mối quan hệ đâu mới là cái mối quan hệ mà mang lại cái sự tích cực cho mình, đâu là cái mối quan hệ không mang lại cái sự tích cực cho mình. Bởi vì rõ ràng là họ là những cái người mà mình rất là yêu thương, hoặc là mình rất là yêu quý và mình rất là trân trọng họ, nhưng mà tại sao mình lại cảm thấy mệt mỏi và draining energy, mình cảm thấy rằng là cái nguồn năng lượng nó cứ bị chìm dần xuống dần, cái tần số nó cứ xuống dần, bởi vì ở xung quanh quá nhiều những cái người, những cái mối quan hệ mà họ lấy cái nguồn năng lượng từ bạn một cách không cố ý. Thì cái thay đổi lớn nhất mà Chi nhìn thấy ở phía trước, cái thay đổi đầu tiên mà Chi nhìn thấy ở phía trước á, là bạn sẽ quyết định cắt đi một số những cái thành phần, quyết định buông bỏ một số những cái mối quan hệ, hoặc là không phải là buông bỏ, Chi không nhìn thấy cái sự cắt luôn những cái mối quan hệ này ra khỏi cuộc sống của bạn, mà ở đây là các bạn đặt ra một cái ranh giới rất là rõ ràng. Có thể là bạn không trả lời tin nhắn nữa, hoặc là bạn nói thẳng người ta rằng mình đang ở trong một cái trạng thái là rất không ổn, hoặc là mình đang ở trong một cái trạng thái là mình cần cái ranh giới nhiều hơn. Bạn sẽ nói với họ, hoặc là bạn sẽ không trả lời tin nhắn, không trả lời những cái cuộc điện thoại, hoặc là bạn tắt cái social media của mình đi, tắt những cái nguồn năng lượng từ mạng xã hội đi trong khoảng một thời gian một tuần gì đấy chẳng hạn, 7 ngày gì đấy chẳng hạn. Các bạn sẽ có nhận ra và biết được một số những cái cách trong cái khoảng thời gian sắp tới để có thể đặt ra được cái ranh giới dành cho bản thân mình. Bạn sẽ không chia sẻ quá nhiều nữa, hoặc là các bạn sẽ không ở bên cạnh những cái người, dành thời gian cạnh những cái người mà nó khiến cho bạn cảm giác mệt mỏi nhiều nữa. Bạn sẽ đứng lên và quyết định là đặt ra cái ranh giới cho mình nhiều hơn. Nó cũng có thể ở một số những cái mối quan hệ mà ở trong cái công việc của các bạn, bên cạnh đó nhá, sẽ có những cái mối quan hệ, hoặc là sẽ có những cái người mà nó khiến cho các bạn cảm thấy sick of it ấy. Kiểu như là cảm thấy ta quá mệt mỏi ta quá là mệt mỏi với tất cả những cái sự drama ở xung quanh á, và đây là cái lúc ta cắt hết tất cả những cái sự drama này đi và bịt tai lại, và không có bịt tai, bịt mắt lại và ngoảnh đi, lấy lại cái sự bình yên cho cái trái tim của mình và không quan tâm đến tất cả những cái sự drama đó ở xung quanh nữa ấy. Thì đó chính là cái sự thay đổi mà Chi nhìn thấy đầu tiên. Cái sự thay đổi mà Chi nhìn thấy thứ hai nữa ở đây á, đây là một cái tụ mà khá là powerful này mọi người. Có nghĩa là trong cái khoảng thời gian vừa qua là cái khoảng thời gian mà các bạn dim, các bạn cứ cảm tưởng là các bạn có một cái nguồn sáng rất là lớn, các bạn có một cái ý nguyện rất là sáng, các bạn mong muốn được tỏa sáng bản thân mình rất là nhiều. Ở đây có thể là có một số bạn ở trong tụ này, có thể là các bạn chọn những cái ngành nghề, hoặc là đi những cái con đường mà các bạn được thể hiện bản thân của mình. Thì trong cái thay đổi này chỉ có nhìn thấy là các bạn đã vặn nhỏ nó quá là lâu rồi, là các bạn vặn nhỏ lại cái ánh sáng của mình á, và các bạn sợ rằng là cái ánh sáng của mình nó quá sáng với những người khác, các bạn sợ rằng là cái ánh sáng đó nó sẽ mang lại một cái điều gì đó. Giống như kiểu là ở phương Đông của mình á, thì hay có cái sự khiêm tốn á, nhưng mà cái từ khiêm tốn ở đây á, khi mà chúng ta tận dụng nó một cách tiêu cực ở trong những cái môi trường giáo dục của chúng ta, thì vô tình chúng ta sẽ làm cho những cái thế hệ sau, hoặc là những cái thế hệ trước sẽ làm cho những cái thế hệ sau cảm thấy rằng là mình không nên vận to cái ánh sáng của mình lên, mình không nên tỏa sáng quá nhiều, mình cần phải vặn nhỏ cái ánh sáng của mình xuống. Thì trong cái khoảng thời gian sắp tới này, tất nhiên Chi nói là những cái ánh sáng ở đây, ở trong cái tụ này, là những cái ánh sáng mà các bạn được phép, các bạn được cổ vũ, các bạn được ủng hộ để mà tỏa sáng nhiều hơn nữa, bởi vì nó sẽ mang lại cái nguồn sáng cho những người khác nữa. Thì ở đây Chi thấy rằng là các bạn sẽ quyết định rằng để cho cái nguồn ánh sáng đó nó được rực cháy lên. Các bạn sẽ quyết định rằng là ok, mình không có vặn nhỏ nó xuống nữa, mình muốn nói gì mình sẽ thể hiện bản thân mình một cách rất là chân thật. Suy nghĩ
cảm xúc cho đến hành động, cho đến tất cả những cái dự án hoặc là sản phẩm mà các bạn muốn thể hiện ạ, mình sẽ không sợ cái điều đấy nữa. Các bạn có thể nhìn thấy ở đây cái lá power này và cái lá blossoming. Lần thứ nhất mình nói đến cái lá blossoming này trước. Cái lá blossoming này nó mang một cái màu xanh lá cây rất là đẹp, cái màu xanh đến từ heart chakra, cái màu xanh đến từ luân xa trái tim á, thì nó đại diện cho cái việc rằng là khi mà các bạn bị tổn thương cái luân xa trái tim á, thì có nghĩa là các bạn cảm thấy phán xét bản thân mình rất là nhiều, bởi vì có thể là các bạn đã từng bị phản bội này, từng bị chê trách này, từng bị phán xét này, từng bị bỏ rơi này, từng bị không công nhận này, thì tất cả những cái điều đó nó đang được chữa lành ở trong cái khoảng thời điểm này. Vì thế cái màu xanh này nó rất là đẹp. Và khi mà cái màu cái luân xa này nó được điều hòa lại và cân bằng lại á, thì các bạn sẽ xử lý được cái niềm tin dành cho chính bản thân mình, các bạn sẽ xử lý được cái việc là không còn phán xét chính bản thân mình nữa, mình sẽ làm những cái gì mà mình muốn, mình sẽ tha thứ cho bản thân mình sẽ bao dung bản thân mình, không có đánh giá bản thân mình mỗi một lần mà mình muốn làm bất kỳ một cái điều gì cả, xem là nó có đúng hay sai hay không. Các bạn sẽ để cho cái bông hoa đó được phép nở ra. Và ở cái lá power này cũng thế, các bạn có màu vàng, có màu xanh ở đây, luân xa ở bụng trên, nó cũng liên quan rất là nhiều đến luân xa trái tim. Hai cái luân xa này có liên kết rất là chặt chẽ với nhau. Thì khi mà luân xa ở bụng trên á, là cái luân xa về niềm tin vào giá trị của bản thân nó được củng cố, thì cái việc phán xét bản thân, cái việc mà không còn sợ bị bỏ rơi, không còn sợ bị chê trách hay phán xét nữa, nó cũng sẽ được củng cố, nó cũng sẽ được xử lý. Thì cả hai cái điều này nó sẽ dẫn đến một cái điều nữa, đó là cái luân xa ở cổ họng của các bạn, các bạn sẽ thể hiện được chính cái sự thật về bản thân mình, speak your truth, nói lên những cái sự thật mà mình muốn nói, thể hiện những cái sự thật, những cái suy nghĩ thật, những cái cảm xúc thật của mình về một cái vấn đề nào đó, về một cái dự án, về một cái sản phẩm, về một cái công việc, về một cái mối quan hệ, một cái tình huống nào đó, bất cứ nó là cái gì, bạn sẽ sống thật với bản thân bạn ở trong cái khoảng thời gian sắp tới. Và bạn nhận ra rằng là khi mà mình làm được cái điều đó thì mình sẽ lấy lại được cái quyền năng của mình trong bất cứ điều gì mà mình làm, hoặc là trong chính bản thân mình, trong chính cái nguồn năng lượng của mình. Có thể là ở trong cái khoảng thời gian sắp tới thì vào đúng cái ngày trăng tròn cũng sẽ là cái ngày mà các bạn cảm thấy cái nguồn năng lượng của cái sự quyền năng nó dồi dào hơn nữa. Cái quyền năng ở đây nó không phải là nói đến cái việc là ego, chúng ta muốn có power theo cái kiểu là ego, theo cái kiểu là mình muốn thống trị cái nọ, thống trị cái kia, hay mình ích kỷ. Không phải. Cái power ở đây là các bạn lấy lại được cái ánh sáng của mình, các bạn vặn to lại được cái ánh sáng của mình. Các bạn cảm thấy rằng là cái ánh sáng của mình xứng đáng được tỏa ra bên ngoài kia với một cái mục đích tốt đẹp. Thì đó là cái power mà chị đang nhìn thấy. Và cái sự resistance này, cái sự mà bóp vặn nhỏ nó lại, bóp nó lại không cho nó nở hoa, nó sẽ được củng cố ở trong cái khoảng thời gian sắp tới. Và cả cái là Guardian of Emotion này nữa, trong cái khoảng thời gian sắp tới các bạn cũng sẽ được thúc đẩy, các bạn sẽ gặp những cái mối quan hệ, hoặc là các bạn sẽ có những cái mối quan hệ xung quanh bạn cũng sẽ được củng cố khi mà bạn đặt ra cái ranh giới. Khi mà bạn rõ ràng trong cái ranh giới của mình thì họ sẽ tôn trọng cái giá trị của bạn, tôn trọng cái nguồn năng lượng của bạn, tôn trọng những cái gì mà bạn cho đi, tôn trọng những cái gì mà bạn và gửi lại cho bạn những cái gì mà bạn xứng đáng, thì bạn cũng sẽ có được những cái nguồn động lực như vậy để bạn tiếp tục cái việc rằng là mình thể hiện bản thân mình trong cái khoảng thời gian sắp tới. Các bạn lấy lại được cái sự kiểm soát trong tâm trí của mình, trong cảm xúc của mình, trong cái nguồn năng lượng, trong cái sự phát triển của mình, lấy lại cái nguồn động lực. Cái power ở đây không phải là nói đến cái việc là chúng ta kiểm soát cuộc sống bằng một cái cách cực đoan, mà cái control power ở đây với tất cả những cái gì chị cảm nhận được trong cái tụ này, đó chính là các bạn lấy lại được cái nguồn ánh sáng của mình. Các bạn không còn đem cái nguồn ánh sáng của mình đẩy đi cho người khác một cách vô tội vạ nữa, mà các bạn sẽ giữ lại cho mình những cái gì mà mình xứng đáng, giữ lại cái giá trị, giữ lại cái năng lượng của bản thân mình. Các bạn có clinging to the past, tune in và we are the world. Ok, với tất cả những cái lá này, với cái lá này thì chị cảm giác như là nó là những cái gì mà chị vừa mới nhắc đến. Các bạn align lại, các bạn hợp nhất lại với cái mục đích của mình, hợp nhất lại với cái tiếng nói bên trong của mình. Các bạn nhận ra rằng là mình nên làm gì ở trong cái khoảng thời điểm này để bảo toàn cái nguồn năng lượng của mình, để không cho tất cả những cái mối quan hệ xung quanh nó cứ take energy ra khỏi cái energy field của bạn. Có nghĩa là nó cứ lấy cái nguồn năng lượng tích cực và cái rung động ở trong cái miền năng lượng của bạn một cái cách tiêu cực nữa. Vô tình hay là cố ý thì bạn cũng sẽ có thể có cái khả năng trong khoảng thời gian sắp tới, cái sự thay đổi đó chính là bạn có cái khả năng để mà tune in lại, có nghĩa là lấy lại cái nguồn năng lượng của mình, hợp nhất lại cái nguồn năng lượng của mình, tâm trí, thể xác, cảm xúc, năng lượng, tất cả mọi thứ các bạn hợp nhất lại thành một đường thẳng để các bạn có thể giữ lại cái sự bình yên ở trong chính cái trái tim của mình, trong chính cái miền năng lượng của mình, và không bị ảnh hưởng bởi người khác nữa.
ở trong cái lá này, clinging to the past, thì cái khoảng thời gian sắp tới, cái sự thay đổi tiếp theo mà chị nhìn thấy nữa, đó cũng chính là các bạn nhận ra được cái điều này. Các bạn nhận ra được rằng là với cái Guardian of Emotion này và cái Control và cái lá này, thì chị thấy rằng là các bạn nhận ra và quan sát được là mình đang có những cái vết thương, mình đang có những cái suy nghĩ, những cái niềm tin, những cái cảm xúc mà nó vẫn còn là cái việc bị ảnh hưởng từ quá khứ. Có thể nó là cái vòng lặp từ quá khứ, cái phản ứng từ một cái vết thương đến từ quá khứ. Và khi mà các bạn gặp những cái điều mới, những cái mối quan hệ mới, các bạn vẫn có cái xu hướng là phản ứng như lúc quá khứ, như những cái gì nó đã từng xảy ra trong quá khứ. Cho nên nó cứ thu hút lại những cái kết quả y như quá khứ. Nó là do mình hết. Cho nên là ở trong cái khoảng thời gian sắp tới, cái sự thay đổi tiếp theo đó chính là bạn nhận ra được cái điều đó và bạn giải phóng cái điều đó. Bạn nhận ra được cái điều là ok, mình vẫn cứ phản ứng như hồi cũ, mình vẫn không thay đổi cái cách phản ứng của mình, cái cách suy nghĩ, cái cách tin tưởng, cái cách thể hiện cảm xúc của mình. Và thế là khi mà bạn nhận ra được cái điều đó, bạn thay đổi cái điều đó, bạn giải phóng cái điều đó, bạn không xử lý như thế nữa, bạn không phản ứng như thế nữa, bạn học cái cách phản ứng một cách tích cực hơn, một cách lành mạnh hơn. Bạn xử lý tất cả những cái thông tin, những cái tình huống một cách lành mạnh hơn. Thì đó là cái mà chị nhìn thấy. Tiếp theo nữa là chúng ta có Imrama Take a Break và Play. Trong cái khoảng thời điểm sắp tới cũng là một cái khoảng thời điểm mà khi mà chị nói với mọi người là ok, I have enough á. Vừa nãy á, khi chị nói là các bạn đặt ra cái ranh giới á, kiểu như các bạn cảm thấy rằng là ok, mình đủ rồi, mình đủ với tất cả những cái drama xung quanh mình rồi, và mình quá mệt mỏi rồi, và mình không muốn, mình muốn giữ trong cái tâm của mình, kể cả là cái drama đó nó đến từ chính mình hay là đến từ những cái người khác xung quanh, hoặc là cái việc là nó cứ drain energy của bạn xuống, nó cứ dìm cái energy của bạn xuống thấp. Thì đây là cái lúc mà bạn cảm thấy rằng là đã đến lúc mình phải nghỉ ngơi, đã đến lúc mình phải take a break from it, đã đến lúc mình phải cho nó một cái quãng nghỉ, ngưng động lại, để cho mình không tiếp xúc với những cái người đấy nữa, để cho mình không tiếp xúc với những cái môi trường đấy nữa, không tiếp xúc với những cái câu chuyện đấy nữa, mình không tiếp xúc với cái những cái tình huống đó nữa. Mình sẽ cho mình cái khoảng thời gian để mình có thể take a break, mình có thể làm giãn cái tâm trí của mình có thể làm rửa sạch lại tất cả những cái nguồn năng lượng nó đã là tiêu cực trong khoảng thời gian vừa qua. Các bạn sẽ dành thời gian với cái đứa trẻ bên trong của mình nhiều hơn, tập trung vào cái việc phát triển bản thân, phát triển những cái sáng tạo ở bên trong mình nhiều hơn. Có thể là các bạn sẽ vui chơi, dành cái thời gian hẹn hò với chính bản thân mình chẳng hạn. Là có những cái như là các bạn đi đâu đó, có một những cái ngày nghỉ, các bạn đi đâu đó, hoặc là các bạn ở trong nhà để các bạn dành cái thời gian vẽ vời, hát hò, nhảy múa, nói chung là dành cái thời gian với chính cái đứa trẻ bên trong của mình, và tạo cái điều kiện cho cái sự sáng tạo, điều kiện cho cái sự vui tươi, vui chơi, bình yên nó trở lại. Cũng có thể là với cái lá này thì các bạn cũng đang được thôi thúc để đi tới một cái đâu đó, một cái nơi nào đó. Cả ba cái lá này đều có rất là nhiều nước. Có thể là các bạn thuộc những cái cung nước, hoặc là trong bảng chart của các bạn có những cái cung nước, thì các bạn cũng đang được thôi thúc để đi về những cái nơi mà có nhiều nước, để các bạn ngồi thiền ở đó, các bạn sử dụng cái yếu tố nước để các bạn thanh lọc cái cơ thể của mình. Hoặc là những bạn nào mà đã học thiền rồi thì có thể sử dụng cái nguồn năng lượng từ nước để các bạn làm sạch, có những cái lốc xoáy, hoặc là mường tượng những cái làn nước trong, nó làm sạch toàn bộ những cái chakra, những cái luân xa, cũng như là cái nguồn năng lượng, miền năng lượng và cái phần hào quang của mình á. Thì đó cũng là cái mà các bạn đang được thôi thúc. Yeah, tất cả những cái lá này cái khoảng thời gian sắp tới sẽ là cái khoảng thời gian mà các bạn cân bằng lại được cái việc là các bạn bị mất đi cái nguồn động lực sáng tạo cho mình. Có thể là tất cả những cái sự buồn chán ở thời điểm hiện tại, hoặc là trong cái khoảng thời gian sắp tới các bạn cảm thấy mệt mỏi xung quanh mình, bị trap vào tất cả những cái, bị đánh bẫy, bị nhốt trong tất cả những cái drama xung quanh, những cái nguồn năng lượng xấu xung quanh, những cái mà có thể là người khác vô tình hoặc là cố ý đặt lên mình, đặt lên cái nguồn năng lượng của mình. Thì các bạn sẽ có cái khả năng nhắm mắt lại, mở cái tâm trí của mình ra, mở cái ý chí tự do của mình ra, để nhìn thấy những cái, mở cái nhận thức thuần túy của mình ra ở phần trên cái phần crown chakra, trên cái phần lưng sao vương miệng á, để nhìn thấy được rằng là đang có chuyện gì xảy ra, tất cả những cái cảm xúc này nó đến từ đâu, những cái suy nghĩ tiêu cực này nó đến từ đâu, cái sự ngưng trệ này nó đến từ đâu, và mình cần phải giải quyết nó như thế nào. Thì đó là cái sự cân bằng mà chị nhìn thấy ở trong cái khoảng thời gian sắp tới dành cho các bạn. Các bạn sẽ có cái khả năng clear, tự dọn dẹp tất cả những cái nó là tiêu cực ở trong cái tâm trí, cảm xúc, nguồn năng lượng của mình, cái linh hồn của mình, để các bạn, không phải linh hồn mà cái phàm ngã của mọi người á, để mọi người có thể rõ ràng là mình đang cần cái ánh sáng từ đâu, mình tại sao mình có tất cả những cái điều như thế này nó đang xảy ra. Đó không phải là mình, đó không định nghĩa mình, đó chỉ là những cái trải nghiệm ở bên ngoài
cái miền năng lượng của mình thôi, và mình cần phải tỉnh táo để nhận ra tất cả những cái điều đó và đưa mình trở về lại với cái trạng thái là yên bình đến từ bên trong và có cái ranh giới cho bản thân mình. Trong cái khoảng thời gian sắp tới thì cái tất cả những cái thay đổi lớn đến với các bạn đó chính là những cái thử thách, những cái bài học, nó sẽ đánh trọng tâm vào những cái tổn thương đến từ hồi bé của các bạn. Tất cả những cái tổn thương đến từ tuổi thơ của các bạn, thì trong cái khoảng thời gian sắp tới, tất cả những cái drama xung quanh các bạn, tất cả những cái tiêu cực xung quanh các bạn, hãy tỉnh táo để nhớ rằng là chúng ta cần phải soi chiếu xem tại sao mình lại cảm thấy buồn. Ví dụ là tự nhiên có một người ở trong cái môi trường làm việc của bạn, hoặc là một cái người ở trong cái mối quan hệ tình cảm của các bạn đi, họ làm một cái hành động gì đó, hoặc là họ nói một cái điều gì đó, tự nhiên nó động đến cái lòng tự ái của các bạn, hoặc là nó động vào các bạn, nó làm các bạn rất là đau ở cái phần này, nó làm cho các bạn rất là buồn và tuyệt vọng ở cái phần này, nó làm cho các bạn cảm thấy rất là hard, rất là khó chịu ở cái phần này, thì hãy tuyệt đối tỉnh táo và soi chiếu xem tại sao mình lại cảm thấy như thế. Tại sao mình lại, bởi vì nếu như nó là những cái trong sáng nhất, ngây thơ nhất đến từ ánh sáng, thì nó sẽ không có những cái cảm giác như vậy đâu. Khi mà các bạn nhận ra được rằng là mình vẫn còn vấn đề ở đây, thì hãy nhớ rằng cần phải tỉnh táo để soi xem là tại sao mình vẫn còn những cái cảm xúc như thế, tại sao mình vẫn còn những cái suy nghĩ tiêu cực như thế, cái chuyện này nó đã từng xảy ra với những cái mối quan hệ nào hay với những cái môi trường nào, và đào lại cho đến tận cùng xem là nó ở thời điểm nào, ngay từ hồi còn bé mình bị những cái vấn đề đó. Và trong cái lúc mà các bạn làm việc lại với những cái tổn thương đến từ bên trong đó, đến từ đứa bé đó, hãy giáo dục lại nó, hãy tha thứ, hãy làm mọi cách, làm mọi điều mà các bạn biết ở thời điểm hiện tại, thậm chí là viết thư cho những cái đứa trẻ bên, cái phiên bản đứa trẻ bên trong mà ở cái khoảng thời điểm các bạn bị tổn thương đó, hoặc là trong cái lúc tắm các bạn thiền để các bạn rửa sạch, trôi sạch, giải phóng tất cả những cái cảm xúc đó đi, và giáo dục lại là ok, bây giờ đã đến lúc để mình thay đổi lại cái cách nhìn nhận vào những cái tổn thương đó, thay đổi lại cái cách tin vào những cái tổn thương, tin vào những cái nó ở trước mặt đó. Đôi khi tất cả những cái gì nó xảy ra, nó chỉ là một cái trigger, nó chỉ là một cái ngòi nổ, nó chỉ là một cái soi chiếu để cho các bạn chữa lành thôi, chứ cái sự thật về nó lại không phải là người ta muốn cố tình làm tổn thương các bạn. Cho nên hãy tỉnh táo để làm cái điều đó, có ranh giới cho bản thân mình, vừa có ranh giới cho bản thân mình để tách bản thân mình ra khỏi tất cả những cái gì nó làm cho mình tiêu cực, vừa tự soi chiếu bản thân mình xem tại sao mình vẫn còn bị ảnh hưởng bởi cái sự tiêu cực đó, và nó đến từ đâu. Thì đó là cái cách mà chúng ta chữa lành bằng cả cái nguồn năng lượng feminine, nữ tính, nuôi dưỡng, và masculine, nam tính, có kỷ luật, có nghiêm túc với bản thân mình, có cái sự kỷ luật trong cái hành trình chữa lành của mình. Đây là một cái vấn đề mà chị đã nói trong cái podcast mới nhất của chị về cái việc là trở thành cha mẹ của chính mình á, ở trên Spotify, thì bạn nào nghe rồi thì có thể hiểu những cái gì mà chị đang nói. Đó là tất cả những gì mà chị dành cho tụ hai ngày hôm nay. Các bạn sẽ vượt qua, các bạn sẽ có cái khả năng soi chiếu rõ ràng, vượt qua cái thử thách ở trong cái khoảng thời gian sắp tới bằng cái cách là soi chiếu chính cái tổn thương còn tồn đọng lại trong cái đứa trẻ của mình. Đây là một, chị cũng biết, cũng hiểu rằng là tại sao mình chọn cái tụ hai này, nhưng mà mình vẫn còn phân vân, là bởi vì đây là cái bài học, đây là cái sự thay đổi mà chị vừa trải qua trong khoảng một tuần vừa qua. Thì đó là cái mà và chị muốn gửi gắm đến tụ hai ở thời điểm này, trong cái khoảng thời gian thay đổi sắp tới. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã like, đã subscribe, đã comment, donate ủng hộ cho kênh của chị. Cảm ơn mọi người rất là nhiều, và hẹn gặp lại mọi người vào clip lần sau. Rất dễ là tụ 3 là cái tụ dành cho mình thế này, trong khoảng thời gian sắp tới này, tại vì tụ 2, tụ 1 thấy là vừa trải qua rồi ấy. Ok. Thực ra thì có một số bạn mà các bạn xem cả ba, hay xem cả ba tụ ấy, thì các bạn sẽ nhận ra được rất là rõ là các cái tụ bài nó có cái liên quan rất là chặt chẽ đến nhau. Nó có thể là những cái mà đã xảy ra, đang xảy ra và sẽ xảy ra, hoặc là những cái mà các bạn đã là cái bài học cho mình rồi trong suốt cái khoảng thời gian vừa qua, và các bạn chỉ là review lại nó thôi. Và có những cái gì còn tồn đọng lại thì các bạn giải quyết khi mà nghe tụ bài thôi. Ok, bây giờ mình sẽ đến với tụ 3, Thạch Anh Vàng.
Ok, chúng ta sẽ xem là các bạn có nine of emotion. Ok. This is a magical time in your life when wishes are granted. Đúng rồi, cái lá này là cái lá mà giống như kiểu là chín ly ấy mọi người. Ở trong cái bộ Guardian Angel. Các bạn rất là rõ ràng, cái lá thứ hai hiện lên nó đã rất là rõ ràng rồi. Cái sự thay đổi lớn nhất đầu tiên mà chị nhìn thấy đó chính là một cái điều ước nào đó trở thành sự thật. Và cái điều ước này không phải là cái điều ước mà nó đang nó cứ trong 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 cái các bạn đang làm việc với nó rất là nhiều đâu nhá, chị không cảm nhận được đây là cái điều ước mà nó cứ đang làm các bạn đang cố gắng làm việc với nó rất là nhiều đâu, hoặc là manifest nó hoặc là thu hút nó đâu, mà đây là một cái điều ước mà các bạn đã lâu á, kiểu như là trong một cái khoảng thời gian lâu lâu nào đó về phía trước các bạn đã từng ước cái điều này rồi. Và tự nhiên lần này nó tới, có thể nó tới một cách rất là bất ngờ. Hoặc là cũng có thể một cái điều ước mà các bạn đang mong chờ nhưng mà nó sẽ đến vào một cái khoảng thời gian cực kỳ không không lường trước được, và nó sẽ đến rất là bất ngờ. Và cái sự bất ngờ này nó là một cái sự bất ngờ tích cực. Khi mà chị cảm nhận từ hai cái lá này thì 9 ly và cái lá unexpected này là một cái lá mà chị cảm nhận được rằng là nó sẽ là một cái nó bất ngờ một cách tích cực đến với các bạn. Nó như một cái điều ước được trở thành hiện thực ở trong cái khoảng thời gian sắp tới. Và với một số bạn thì chị còn thấy rằng là cái may mắn sắp tới đến với các bạn, cái sự thay đổi sắp tới đến với các bạn đó chính là một cái sự may mắn đến từ một cái người nào đó đã có cái mối quan hệ với các bạn rồi. Cái người này không phải là mối quan hệ tình cảm, không nhất thiết phải mối quan hệ tình cảm, nhưng là một cái người mà khá là thân cận với bạn, hoặc là các bạn rất là quý cái người này, có rất là nhiều những cái tình cảm thân thương dành cho cái người này, hoặc là cái người này có rất là nhiều những cái tình cảm thân thương dành cho bạn, thì họ sẽ mang cái điều này tới với bạn. Đó là đối với một số bạn ha. Có thể là nam, có thể là nữ, không có quan trọng vì nó cũng không rõ ở đây. Tiếp theo, cái sự thay đổi tiếp theo, hai cái lá này là một hai cái lá đúng, hai cái lá bổ trợ cho nhau mọi người. Hai cái lá kiểu như là nó gần như về mặt năng lượng gần như là giống nhau. Thứ nhất là masculine, cái nguồn năng lượng nam tính, và thứ hai nữa là action. Cái nguồn năng lượng nam tính ở đây là gì? Là kỷ luật này, là nhất quán này, là có cái sự tính nghiêm túc này, là action cũng nằm trong này luôn. Có tính chủ động này, có tính hành động này, có tính quyết tâm này, có tính quyết định vì chính cái mục đích của mình, vì chính cái ý nguyện của mình và chính cái hành trình của mình á. Thì ở trong cái khoảng thời gian sắp tới, cái nguồn năng lượng thay đổi mà chị nhìn thấy đó chính là cái sự hành động. Các bạn sẽ không còn ngồi đó để mà chờ đợi cái ước mơ của mình nó tới với mình nữa. Và ngay cũng cũng có thể là nó sẽ liên quan đến cái điều ước mà nó vừa mới nhắc tới, thì các bạn khi mà các bạn có một cái sự quyết định rằng là mình sẽ hành động vì cái ước mơ này, mình sẽ hành động, mình sẽ không đẩy lùi, tại vì cái giấc mơ này, cái điều ước này có thể nó rất là lâu rồi và bạn cứ trôi đi và bạn không làm á, thì cái khoảng thời gian này bạn sẽ cái khoảng thời gian sắp tới cái sự thay đổi đó chính là bạn quyết định hành động dựa trên cái niềm tin của mình. Và khi mà bạn quyết định bước một bước thôi về phía trước thì bắt đầu có tín hiệu của vũ trụ bước một bước về phía bạn. Nó bắt đầu có những cái sự xoay chuyển, cái dòng năng lượng nó bắt đầu xoay chuyển, cái dòng năng lượng của cái điều ước này, của cái niềm tin này nó bắt đầu xoay chuyển và nó đến cho bạn những cái cơ hội mới, nó đến với bạn và nó khiến cho bạn càng tin hơn nữa và cái việc rằng là mình muốn cái gì thì mình phải có cái niềm tin vào nó và hành động dựa trên cái niềm tin đấy, chứ không phải là chỉ ngồi đấy và chờ cái giấc mơ của mình trở thành hiện thực. Cái luật hấp dẫn ở đây chị vừa post, có một cái bài post trên Instagram của mình ạ, là cái luật hấp dẫn ở đây không phải là chúng ta mơ ước về một cái điều gì đó và chúng ta cứ dựa vào cái việc rằng là vũ trụ sẽ đem lại cái điều đó cho chúng ta mà chúng ta không hành động bất kỳ một cái gì cả. Cái luật hấp dẫn ở đây đó chính là mình tin rằng nó đã ở trong cái trái tim của mình hàng ngàn năm nay rồi, nó đã ở trong cái rực cháy ở trong cái trái tim, trong cái niềm tin của mình rồi, và nó đã ở sẵn ở đó rồi. Mình chỉ cần bước từng bước theo cái dòng chảy của vũ trụ để mình bước về phía nó thôi. Hai người bước với nhau, vũ trụ và bạn bước cùng với nhau để hợp nhất thành một cái thể thống nhất, thì các bạn, vũ trụ ở trong bạn và bạn cũng ở trong vũ trụ, bạn phải làm việc, bạn phải hành động dựa trên cái niềm tin của bạn. Khi mà vũ trụ tạo cái điều kiện để bạn có thể có một cái job mới chẳng hạn, hoặc là vũ trụ tạo điều kiện để cho các bạn bỏ một cái job cũ chẳng hạn, chỉ nói ví dụ như vậy chẳng hạn, thì các bạn phải hành động theo tất cả những cái gì nó đang được sắp xếp. Ví dụ như là mọi người mơ ước rằng là có rất là nhiều bạn tự hấp dẫn mình, tự 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 hấp dẫn, dùng luật hấp dẫn để mà thu hút một cái cuộc sống tuyệt vời, một cái công việc mà nó mang lại cho các bạn nhiều lượng cái gì nhỉ, tiền bạc, hay là nhiều cái sự chia sẻ hơn đến với những người khác, hoặc là được thể hiện cái ánh sáng của mình nhiều hơn. Nhưng mà khi mà vũ trụ sắp xếp những cái sự
thử thách hoặc là những cái mà nó quá cái giới hạn của bạn, hoặc là những cái mà ví dụ như là bị đuổi việc cũ, hoặc là cảm thấy rằng là mình rất là muốn bỏ việc cũ, thì các bạn lại không có thể quyết định đi theo cái dòng xuôi, cái trôi theo cái dòng đó của vũ trụ, thì làm sao chúng ta có thể thu hút được? Và các bạn cứ ở lại trong cái comfort zone của mình, các bạn cứ ở lại ở trong cái vùng an toàn của mình, và các bạn mong chờ rằng là ở cái công việc này một ngày nào đó nó sẽ mang lại cho mình những cái điều ước mà mình mong muốn. Không phải là như vậy đâu. Mình phải hành động dựa trên cái niềm tin đó, hành động dựa trên tất cả những cái mà nó đang được sắp xếp đến với mình để mình đạt được cái niềm tin đó. Tiếp theo nữa, cái thay đổi tiếp theo nữa vừa mới nói đến tiền bạc công việc, chắc là cái tụ này liên quan rất là nhiều đến cái phần này. Có thể là ở thời điểm này các bạn đang được thôi thúc để làm một cái đấy, như chị đã nói á, là các bạn có một cái giấc mơ từ rất là lâu rồi. Một là các bạn muốn làm một cái sản phẩm gì đó, hoặc là các bạn muốn trở thành một cái gì đó, các bạn muốn làm một cái công việc gì đó mà không phải là cái công việc bây giờ mà các bạn đang làm. Hoặc là theo thời gian cái công việc các bạn đang làm là cái công việc mà các bạn thích làm, nhưng mà theo thời gian các bạn muốn phát triển nó nhiều hơn nữa, các bạn không muốn chỉ dừng lại ở đó. Và các bạn có những cái dự án, các bạn có những cái ý tưởng, nhưng mà đến bây giờ các bạn vẫn chưa hành động, hoặc là đến bây giờ các bạn vẫn hành động bằng một cái cách rất thờ ơ với nó, mặc dù vũ trụ gửi rất là nhiều những cái tín hiệu. Chứ cảm giác như cái lá silent này nó có hai cái tin nhắn ở đây. Cái tin nhắn đầu tiên là bất kỳ các bạn đang có một cái dự định nào, cái dự án nào, hãy be quiet, hãy im lặng và làm nó trong im lặng. Bởi vì đôi khi mà mình nói quá nhiều với người khác, chia sẻ quá nhiều cái dự định của mình cho những người khác á, chưa chắc họ đã có những cái intention, những cái ý nguyện tốt đối với những cái dự định của mình. Bằng một cách vô tình hay là cố ý, họ cũng sẽ dồn những cái nguồn năng lượng nó không được lành mạnh lên những cái mà mình dự định, và nó sẽ khiến cho các bạn cảm giác bị nản, hoặc là khiến cho các bạn cảm giác tự nhiên không muốn làm nó nữa. Thì nếu như các bạn có một cái vòng lặp của cái việc là chia sẻ quá nhiều những cái dự định của mình trong cái quá khứ á, và các bạn thấy rằng là nó chẳng đi đến đâu cả, như kiểu là nói trước bước hôm qua ấy, thì hãy dừng cái việc đó lại và im lặng làm tất cả những cái dự định của mình bằng cái trái tim của mình trong yên lặng. Khi mà mình có kết quả rồi thì lúc đó mình có thể chia sẻ với những người khác. Cái thứ hai nữa, cái sự yên lặng ở đây á, nó ghép với cái lá này, với cái lá guidance. Có nghĩa là gì? Vũ trụ đang gửi cho các bạn rất nhiều dấu hiệu và cơ hội, nhưng bạn không take it, bạn không nhận lấy nó. Có thể là các bạn có rất là nhiều dự định, tự nhiên các bạn có rất là nhiều những cái sự sáng tạo nó dồn vào trong cái tâm trí của các bạn, trong cái nguồn động lực sáng tạo của các bạn. Một buổi sáng dậy các bạn có thể nghĩ ra được rất nhiều ý tưởng, hoặc là nghĩ ra được rất là nhiều thứ để các bạn làm. Thế nhưng mà các bạn không nghe nó. Các bạn chỉ nghĩ và các bạn để nó, và các bạn để cái ước mơ của các bạn ở đó. Các bạn để cái ước mơ của bạn ở đó và các bạn không làm. Các bạn không có hành động theo nó, và các bạn nghĩ rằng là ok, nó vẫn sẽ ở đó thôi, và mình không làm gì cả thì nó sẽ đến với mình. Không phải. Các bạn phải thực hiện dựa trên cái niềm tin của mình. Và vũ trụ gửi cho các bạn rất nhiều thông tin khác nhau. Thậm chí là khi bạn bắt tay vào làm cái việc đó, trong cái khoảng thời gian sắp tới, khi cái thay đổi của các bạn đó là bắt đầu bắt tay vào cái việc đó, thì các bạn sẽ thấy rằng là khi các bạn bắt tay vào cái việc đó, vũ trụ lại càng gửi nhiều thêm chính bản thân các bạn, higher self của các bạn, bản thượng ngã của các bạn. Và tất cả những cái mà nó đến từ cái trái tim của các bạn, nó bắt đầu có thêm nhiều những cái ý tưởng nữa, nó được trôi ra. Và mọi thứ nó sẽ được trôi dần phục vụ cho cái ý nguyện của bạn, cho cái ước mơ của bạn, cho cái niềm tin của bạn. Và mọi thứ nó sẽ được hình thành. Các bạn muốn xây một cái nhà thì các bạn phải bắt đầu từ móng. Các bạn muốn trồng một cái cây cổ thụ thì các bạn phải bắt đầu từ một cái hạt giống bé. Và cái hành trình đi từ móng đến một cái nhà lầu, hay là một cái biệt thự, hay là cái hành trình từ một cái hạt giống đến một cái cây cổ thụ, nó mất rất nhiều thời gian. Và các bạn phải biết rằng là các bạn phải đầu tư thời gian cho cái việc là hành động. Không có nghĩa rằng là chúng ta phải hành động một cách cực đoan và vất vả thì mới đạt được cái điều đó. Nhưng ít nhất chúng ta phải hành động để xem nó cần những cái gì, để xem chúng ta cần phải hành động như thế nào. Và tiến từng bước một về cái ý nguyện của mình, tiến từng bước một về cái món quà của mình ở phía trước. Nó phải có cái sự đi hai chiều, cả bạn cả vũ trụ gặp nhau ở giữa. Chứ không phải là chúng ta cứ nói giống như các cụ của mình là há miệng chờ sung. Đây cũng là một cái tin nhắn dành cho Chi ở thời điểm hiện tại. Mình có một cái dự án, mình có một cái mong ước, nhưng mà mình cứ dồn nén nó lại. Thứ nhất là có thể là bởi vì mình bị một cái trauma, một cái coping, một cái phản ứng của cái việc là khi mình có một cái
dự án gì đấy hoặc là có một cái dự định gì đấy mà nó quá là lớn thì mình sẽ cảm thấy sợ hãi vì bản thân mình không đủ cái niềm tin dành cho bản thân mình rằng là mình sẽ thành công với cái việc đó. Nhưng các bạn chưa làm thì làm sao mình có thể biết được? Các bạn phải đánh thức được cái nguồn năng lượng nam tính này ở trong mình ngay lập tức, cái sự kỷ luật, cái sự nghiêm khắc, cái lời hứa đối với chính bản thân mình mỗi ngày. Mỗi ngày có thể làm một tí thôi trong cái dự án đó, làm một chút một thôi nó cũng là làm rồi, nhưng ít nhất là hãy action. Nhưng ở đây Chi thấy rằng là cái nguồn năng lượng thay đổi trong cái khoảng thời gian sắp tới đó chính là cái việc là các bạn chấp nhận cái sự cái việc là mình phải hành động để mà vươn tới cái giấc mơ của mình, và cái sự thay đổi đó nó cũng mang lại rất là nhiều những cái sự thịnh vượng mới cho các bạn. Và nếu như các bạn đang cần một cái sự khẳng định rằng là cái điều đó, cái sự thay đổi đó, cái dự định đó, cái dự án đó, cái ước mơ đó nó có mang lại cái sự thịnh vượng cho các bạn hay không, thì đây chính là cái khẳng định cho các bạn rằng là nó sẽ mang lại cái sự thịnh vượng cho các bạn. Và thứ hai nữa là các bạn chọn cái viên đá thạch anh vàng là một cái viên đá của cái sự thịnh vượng, của tài chính, của công việc, của phát triển bản thân. Cho nên đây cũng là một cái dấu hiệu, một cái sự khẳng định rất là lớn dành cho các bạn. Ôi giời ơi, mọi người ạ, không còn gì để nói. Ba cái lá này là ba cái lá mà nó cho dành cho tất cả những cái gì mà Chi vừa mới nói. Mình có nên làm cái dự án đó không? Mình có nên phát triển nó hay không? Mình có nên đi theo nó hay không? Nó sẽ có kết quả tốt hay không? Có. Hãy hành động đi và bạn sẽ nhìn thấy rằng là nó có một cái kết quả rất là tốt. Nó mang lại một cái sự fulfillment, nó mang lại một cái sự điều ước, một cái không phải là điều ước mà là fulfillment, là một cái sự trọn vẹn đủ đầy một cách bất ngờ luôn. Hãy nói có với cái điều đó, và vũ trụ cũng đang nói có với bạn. Vì thế mà hãy mạo hiểm với bản thân mình, hãy hành động, hãy tiến về phía nó. Take a leap of faith, hãy tin vào nó và tiến về phía nó. Cắt đi tất cả những cái vòng lặp của cái việc là mỗi một lần mà có một cái dự án gì đó mình sẽ không làm nó, mình sẽ để cái ước mơ đó, mình sẽ để cái giấc mơ đó nó chôn vùi một chỗ và cứ dần dần nó không được thực hiện hóa. Hãy cắt bỏ cái vòng lặp của cái niềm tin đó đi, của cái việc đó đi. Ở trong cái khoảng thời gian sắp tới cũng là cái khoảng thời gian mà các bạn phát triển rất là nhiều cái third eye chakra của mình. Cái third eye chakra ở đây đối với Chi á, đối với cái trải bài này á, đó chính là các bạn nhìn mọi thứ một cách sâu sắc hơn rất là nhiều. Các bạn nhìn mọi thứ một cách rộng hơn rất là nhiều, một cách đủ đầy trọn vẹn trong cái góc nhìn rất là nhiều. Nhìn nó rộng hơn rất là nhiều, không còn nhìn nó theo một cái hướng nhị nguyên rằng là phải đúng sai, viết thế này có đúng hay không, làm thế này có đúng hay không, hay là thể hiện bản thân mình như thế này có đúng hay không. Không, bạn sẽ không đánh giá bản thân mình như vậy, không đánh giá mọi thứ như vậy nữa. Các bạn sẽ có một cái góc nhìn rất là tuyệt vời trong cái khả năng ở trong cái hành trình của mình, ở trong cái khoảng thời gian sắp tới. Các bạn sẽ chiến thắng được chính cái bản thân của mình, đưa chính cái sự clarity, cái sự rõ ràng vào trong cái tâm trí của mình rằng là ok, đã đến lúc để mình hành động, đã đến lúc để mình chuyển hóa tất cả những cái gì nó cứ đọng lại ở trong cái sự sáng tạo của mình thành một cái sản phẩm nào đó, thành một cái hành động nào đó để cho mình tiến về những cái giấc mơ mà mình đang mong muốn. Ở trong cái khoảng thời gian sắp tới cũng là cái khoảng thời gian mà cái trực giác của các bạn nó sẽ được nâng cao lên rất là nhiều. Có thể là các bạn cái khả năng sáng tạo nó cũng sẽ tuyệt vời hơn. Cái khả năng download cái thông tin từ vũ trụ, download cái thông tin từ chính cái bên trong của các bạn, chính cái tiếng nói bên trong của các bạn, để cho các bạn có thể làm một cái sản phẩm gì đó một cách trôi chảy á, nó cũng sẽ được thay đổi, nó cũng sẽ được cải thiện, nó cũng sẽ được nâng cao lên rất là nhiều. Và các bạn sẽ hiểu ra rằng là trong cái khoảng thời gian vừa qua, các bạn sẽ hiểu ra rằng là một khi mà mình tin tưởng và hành động dựa trên cái niềm tin đó thì tất cả những cái đó, mình sẽ chiến thắng tất cả những cái đó. Cho dù cái kết quả nó có như mình mong muốn hay không thì nó cũng sẽ là cái điều phục vụ cho cái mục đích hạnh phúc của mình. Và mình cũng sẽ chứng minh được cho mình thấy rằng là ok, khi mà ta hành động một cách nhất quán, một cách kỷ luật, dựa trên cái niềm tin của mình nhưng lại không kiểm soát nó, chỉ là làm thôi, enjoy mỗi ngày giữ cho mình một cái lời hứa, làm, take action mỗi ngày làm việc một chút, mỗi ngày làm việc với bản thân mình, làm việc hành động một chút, tiến gần một chút đến với cái giấc mơ của mình. Không có mong chờ một cách cực đoan là ok mình phải có được cái đấy, nhưng mỗi một ngày các bạn sẽ sống trọn vẹn trong cái thời điểm hiện tại để mà làm một cái điều gì đó. Ví dụ chỉ nói như là các bạn mong muốn viết một cái quyển sách đi chẳng hạn, thì các bạn sẽ không kiểu ngồi đấy, sẽ không còn ngồi đấy và tưởng tượng ra tất cả những cái, chỉ ngồi đấy và tưởng tượng ra là mình thành công, mình đã xong quyển sách rồi. Và thế là các bạn để một ngày đó trôi qua, các bạn sẽ quyết định hành động, các bạn sẽ quyết định tin rằng là cái cuốn sách đó nó đã ở đó rồi.
nó đã ở trong cái tương lai của mình rồi, nó đang chờ mình rồi, mình chỉ cần mỗi ngày mình viết một trang thôi là mình sẽ gặp nó ở đó. Thì đó là cái cách mà các bạn nhìn mọi thứ ở cái khoảng thời gian sắp tới. Cái trực giác của các bạn nó cũng sẽ được củng cố, nó cũng sẽ được nâng cao lên rất là nhiều. Cái trực giác, khi mà cái trực giác và cái sự nhạy cảm ở trong cái con mắt thứ ba của các bạn thì các bạn tiếp nhận thông tin cũng rất là nhanh và xử lý nó một cách rất là thông thái, chứ không còn là cái sự phán xét nữa. Thì đó là cái khoảng thời gian sắp tới. Những cái khoảng thời gian sắp tới thì cái sự thay đổi ở đây, khi mà work với cả friendship, thì ở đây chị cũng thấy rằng là cái sự thay đổi sắp tới cũng là một cái sự giúp đỡ nào đó đến từ một cái người bạn nào đó. Có thể là các bạn cùng nhau thực hiện cái dự án này, hoặc là bạn cần một cái người bạn, một cái ý kiến của một cái người bạn thân nào đó, của một cái người mà các bạn tin tưởng nào đó, để có thể hỗ trợ thêm bạn trong cái hành trình mà bạn làm được cái sản phẩm này, hoặc là hành động được theo cái giấc mơ này của mình. Thì đó cũng là một cái, hoặc là cái unexpected ở đây như chị vừa nói lúc nãy á, cũng có thể là sẽ có một cái mối quan hệ mà nó thân thiết với các bạn, một cái mối quan hệ bạn bè nào đó thân thiết mà các bạn rất là yêu thương, rất là yêu quý chẳng hạn. Không nhất thiết là phải romantic, không nhất thiết là phải mối quan hệ tình cảm, nhưng mà họ sẽ mang đến một cái góc nhìn mới dành cho các bạn, hoặc là họ sẽ mang đến một cái cơ hội để cho các bạn thấy rằng là ok, mình đang thu hút lại những cái cơ hội đến với mình và mình sẽ hành động theo nó. Họ sẽ giúp đỡ bạn, sẽ có một người nào đó trong cái hành trình mà bạn tiến tới với cái giấc mơ này á, sẽ có một người nào đó giúp đỡ bạn, ở bên cạnh bạn và đồng hành cùng với bạn trong cái hành trình này. Cho nên là hãy tin tưởng vào cái hành trình này ha. Ok, xin cảm ơn mọi người rất là nhiều. Đã rất là khát và đói rồi. Vừa mới làm việc xong một cái là cảm thấy rất là muốn thải ra, rất là muốn channeling, đưa một cái thông điệp gì đó cho mọi người, cho nên là đã ngồi xuống để mà quay clip luôn. Thì cảm ơn mọi người rất là nhiều, cảm ơn tụ ba đã like, đã subscribe, đã comment, đã donate ủng hộ cho kênh của chị trong suốt thời gian qua. Cảm ơn mọi người và chị sẽ hẹn gặp lại mọi người vào clip lần sau. Bye bye.